Các bạn ơi, hồi nãy đến giờ mình hát hai bài hát rất là mắc cười. Vô xe mình hát được hai bài hát gửi tặng đến cho các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ ăn trái cây nha các bạn. Đây là trái mận Mỹ nè, của cái cây mận Mỹ màu xanh chua thiệt chua mà mình đứng mình ăn cho các bạn xem. Đó, bữa hôm mình đi chợ Đại Hàng mình mua nè. Đó, chợ Hàn Quốc mình mua trái mận mận đường, mận Mỹ nhưng mà loại mận ngọt nha các bạn. Rồi, cái này là trái kiwi, kiwi màu vàng các bạn. Đó, không biết vậy có đúng không? Rồi, kiwi màu vàng, mình cũng chưa ăn lần nào cái màu vàng này. Mình mới ăn màu xanh thôi, không biết màu vàng nó ngon, nó ngọt như thế nào nha. Hôm nay thử màu vàng, thử xem sao. Rồi, mình để bên bụi dâu đi. Bụi dâu cho dựa cái hộp kiwi chút xíu nè. Bây giờ nè, mấy cái trái cà chua bữa hôm mình hái nè các bạn. Đó, mình hái chắc 2 ngày rồi, không biết mấy ngày nữa, mình hay quên quá. Đây nè, mình để trong tủ lạnh rồi, bây giờ mình đem ra mình ăn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ thử trái mận Mỹ chín mềm như thế này. Đây, trái này rất là ngọt, mát, ăn rất là mát miệng các bạn. Ăn thử nha. Quá ngon các bạn. Mùi vị sao mà ném vào lưỡi cái mình cảm thấy là bình an hạnh phúc liền. Ngọt, ngọt mà nó ấm áp các bạn, nó hay làm sao. Rất là ngon, trái này ăn rất tốt các bạn. Trái này mà mình làm mứt đó các bạn, nó khô lại nó bó đường, nó giống như là hột trà là ha các bạn ha. Rất là ngon. Lại quên mời các bạn, hư quá, mời các bạn cùng ăn, mình lỡ ăn một trái rồi, giờ mình xin lỗi, xin mời các bạn bóc một trái đi, lần nào cũng vậy, cứ quên hỏi. Đó, các bạn thích trái mận Mỹ nào, thích hay thích trái cà chua đen ở vườn mình, bóc đại trái ăn thử cho biết bên trồng ngon hơn ngoài chợ. Cái hộp này các bạn khá là ngon. Mận ngọt 99.7 là ngọt hết luôn, có chút xíu là chua thôi à, không thích mấy chua thôi. Cái hộp, thấy cái hộp là thấy thương rồi hả, không biết mình trồng có lên không nha. Đang thí nghiệm trồng, nếu được thì mới ra video gửi đến cho các bạn xem. Ăn tiếp một trái nữa nha, trái này ngon nè các bạn, rất là ngon. Quá ngon. Wow, các bạn nhớ ra chợ mua ăn nha. Đó, gọi là sugar plum, không biết mình đọc đúng không nữa, đọc tiếng Anh mình đọc sao mà ai nghe cũng chẳng có hiểu, thôi các bạn cứ từ từ hiểu đỡ nha. Đó, sugar plum. Quá chừng ngon. Mình ăn thử hai trái mận ngọt rồi, bây giờ kiếm một trái mận nó đỏ đỏ như thế này thử ăn thử nó có chua hay là ngọt nha. Như vậy nè, mình thử, mình sợ những cái thức ăn ngọt mà cắn cho nó chua. Cũng được các bạn, không đến nỗi mà chua lét đâu, rất là ngon. Có nhiều vị chua, cái vỏ của nó chua mà vô trong thì nó ngọt. Ăn hai trái ba trái là no rồi các bạn, nước ngọt rất là nhiều, ăn mát cả lưỡi cả miệng luôn. Làm sao trồng được một cây này để ăn ha.
chồng bằng hợp, biết khi nào mới có ăn. 5-7 năm mình không biết khi nào mới có. Thôi sang năm ráng bò đi tìm mua cây giống đi ha, cây giống mận đường mẹ ăn. Rồi mình sẽ ăn qua trái kiwi, kiwi màu vàng. Mình tạm thời để lên thùng rau nha. Mấy thùng rau này để mình dễ thương lắm, cho mượn chỗ để tí nha. Đó, để đó đi. Rồi tiếp tục ăn trái kiwi màu vàng. Mình mở ra cho các bạn xem nè. Đó, xin mời các bạn bóc một trái ăn thử nè. Đó, bóc mấy trái cũng được, nhưng mà trừ lại cho Vinh một trái là được rồi. Ok. Xin mời các bạn. Đó, bóc chưa các bạn? Dạ. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử trái này, thử nó ngon như thế nào. Bây giờ mình bỏ tủ lạnh, nó hơi lạnh lạnh, không biết ăn có tê răng không nữa. Rồi, sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt như thế này. Đó, các bạn cắt như vậy xong mình lấy muỗng mình múc ăn. Giờ mình sẽ lấy muỗng mình múc vô mình ăn thôi, rất là ăn giống trứng vịt lộn. Rồi các bạn thấy này, đó nó hơi chín, mình múc nhỏ nhỏ thôi. Đó, cái hộp vịt lộn trái cây này nó cái cửa đi vô nó hơi chật nè, phải dùng cái muỗng nhỏ xíu à. Rất là ngọt. Wow, cái vị kiwi màu xanh á, nó có cái chua, nó chua mà nó chua thanh. Còn cái này nó sao mà nó dằn dằn xuống, nó ngọt đậm các bạn. Ăn hơi giống trái gì ha, không nhớ nổi luôn. Nhưng mà ăn nó cũng khác, khác cái kiwi màu xanh á. Hai vị, vị nào cũng ngọt hết, nhưng mà cái này nó ngọt đậm, còn cái vị mà kiwi màu xanh á, nó ngọt thanh. Đó, cái này nó đầm đầm xuống, đúng là ngọt đầm rồi đó, mình tìm ra câu nói rồi đó. Ngọt đầm, điềm đạm, dịu hiền, ngọt dịu hiền, đúng rồi. Còn kiwi, kiwi màu xanh á, gọi là ngọt thanh thoát, ngọt sang trọng. Còn cái này ngọt dịu hiền, cái này là hiền hậu giống y cô gái ở vùng nông thôn. Ngọt quá hiền luôn, quá đầm, ngon quá các bạn. Thiệt là đã, còn lạnh đấy các bạn. Ăn hơi giống trái gì, hay là giống trái vú sữa nếp ta? Hơi giống trái sambuche các bạn ơi, thiệt. Hơi giống trái sambuche, nhớ ra vị rồi, rất là giống sambuche đó. Ăn hết một trái luôn, vị nào cũng có mùi đặc biệt hết. Các bạn thử hết trái cây nha, ăn trái cây á, trong người mình cảm thấy rất là vui. Mà ăn thịt ăn cá nhiều thì không tốt, mình tìm trái cây mình ăn ha. Xong rồi các bạn cạo cho kỹ nha. Rồi, xong, trái kiwi màu vàng, hương vị ngọt, dịu hiền, đã kết thúc. Có ăn nữa không? Thôi ăn một trái rồi các bạn ơi, ăn nhiều quá. Hôm nay mới ăn cơm xong trong nhà, bây giờ mình sẽ thử một trái cà chua đen và một trái cà chua đỏ. Nữa là mình tìm coi trái dâu nào mình bứt một cái mình ăn cho các bạn xem nha. Đó, cho các bạn đỡ nhớ cái mấy thùng dâu của mình. Ngày nào các bạn cũng nói là cô ơi con nhớ thùng dâu của cô, thì hôm nay ăn nhưng mà ngồi gần thùng dâu để cho các bạn xem đó, các bạn đỡ nhớ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn một trái cà chua đen này. Đó, các bạn thấy cái trái cà chua đen này nó hơi giống cái trái mận Mỹ đen đen đỏ đỏ ha. Để mình thử coi cái vị cà chua mình trồng nó ngon như thế nào. Rất là khác hẳn cà chua bi đỏ nha. Nhưng mà mình mới ăn trái cây đó,
cái vị nó chưa ổn định lại. Để chút xíu nữa, nuốt bớt nước miếng đi để cho nó trôi sạch những cái vị của trái kiwi xong đã, để mình đoán lại cái vị này nó ngon như thế nào nha. Wow, rất là đặc biệt các bạn, ngon, chỉ biết ngon thôi. Nó giống cà chua, không có giống một trái cây nào khác, chỉ là biết giống cà chua mà ngon, quá ngon. Mình trồng tươi ngon rồi, ăn thử trái cà chua đỏ nha. Cà chua quá đỏ quá ngon nè các bạn đó. Ngon, ngon gì đâu. Ăn thử trái này nữa. Rất ngon các bạn, nhớ trồng cà chua ăn nha. Mấy cái trái này thì mình trồng khó, với cà chua, dưa leo, rau quả rất là dễ trồng. Mình trồng thứ nhất là mình vui trước đã, mình hái rồi mình chăm sóc, mình cảm thấy vui, sau đó mình được ăn nữa. Quá tuyệt vời rồi, mấy đứa con gia đình của mình được ăn luôn. Vợ chồng con cái cũng được ăn rau luôn. Rất là đã. Rồi bây giờ mình sẽ rọi máy quay phim xuống đây. Đó, mình rọi xuống để mình tìm có trái dâu nào không, mình hái cái mình ăn liền nha, khỏi cần rửa luôn. Hôm nay lỡ có đau bụng cũng không sao nha. Đau bụng mà chút nữa rang mấy cái trái cây này lên nấu, mấy trái cây này uống vô là nó cũng hết đau. Mới hái dâu vừa rồi đó các bạn, bây giờ chắc không còn trái nào đâu ha. Nè, bị con gì nó cắn rồi đây nè. Vê, cho con thỏ ăn đi nè. Lấy cho nó nhai nhai không? Rồi bây giờ thùng thứ 4 nè các bạn, tìm thử có trái nào không. Đó, cũng có trái nè. Nè, nguyên một chùm ba trái nè. Thôi hái trái nào đỏ nhất, đỏ nhất thì hái. Đó, rồi ở đây một trái nữa nè, đẹp ha. Đó, hái luôn, hái luôn. Rồi, đủ ăn chưa Vinh? Hái ba trái đủ ăn chưa các bạn, hay hái thêm nè? Hái thêm không ta? Còn trái này cũng ngon nè, trái này cũng ok. Hái, hôm nay ít dâu cho nên hái bỏ trong tay thôi. Rồi, hết rồi đó. Đó, mấy cái dâu này nó đang ra bông thôi, khỏi phải hái. Bây giờ có được 4 trái, ngồi tại ghế này ăn luôn nha. Đó, mình có đem một ly nước ra nè, để bỏ sơ vô đây, để cho nó sạch bụi đi ha. Đó, bảo vệ cái bao tử mình trước, sợ bụi nó bám vô đó. Nó bám vô, mình ăn nó đau bụng mình thôi. Đó. Rồi, các bạn thấy chưa? Không phải bụi, mấy cái bông, mấy cái bông xung quanh màu nâu nâu này. Đó, không phải đất đâu. Rồi, nhưng mà mình làm sạch đi rồi mình ngồi mình ăn nha. Đây, ngồi đây. Các bạn nói là mình hái xong là phải ngồi ăn liền. Hôm nay không hái cũng ra. Đó, lấy vài trái ăn nha. Hơi chua chua các bạn. Sợ trái dâu này nó chua ha. Chua quá, cắn miếng nữa. Này phải có muối, hay là mình mới ăn trái cây ngọt, ngọt xong rồi mình ăn qua mình chịu không nổi vậy. Đây, trái này hy vọng nó ngọt nha các bạn. Sao kỳ vậy ta? Hay là mình ăn trái cây ngọt qua cái mình ăn qua là nó chua. Cũng ngon. Trái này nè, trái này ăn mới chua mới đã nè. Các bạn, ngon quá. Rửa còn dính nước tùm lum hết. Rồi, trái nhỏ nhỏ này ăn luôn.
quá ngon. Ăn hai trái đầu sao nó chua, cái nó quen miệng rồi, bắt đầu mình ăn hai trái sau mình thấy rất là ngon. Rồi, tạm biệt các bạn hôm nay nha. Hôm nay cũng ra vườn nhưng mà không hái trái cây ở vườn nữa, hái để ăn, không hái bỏ vô rổ. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại những video sau nha. Đó, máy bay. Các bạn nói, cô ơi, máy bay nó bay ngang qua nhớ quay nha. Nó đâu rồi? Đó, đó, đó. Đó. Một cái máy bay này nó làm con ao đây. Hằng ngày đó, 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 bay gì mà dữ vậy nè. Đó, rồi khuất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.